Nga dội bom 3 tấn xuống Kursk, Ukraine dần mất quyền kiểm soát. Phòng không Moscow lộ yếu điểm, Ukraine thọc sâu vào lãnh thổ Nga. Quan điểm điều hành nền kinh tế của Phó Tổng thống Kamala Harris. Đội ngũ tranh cử của ông Trump tìm chiến lược mới đối đầu với bà Harris. Liên Hợp Quốc lên tiếng về phát biểu gây sốc của Bộ trưởng Tài chính Israel. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video cho thấy cường kích ném bom Su-34 tấn công nhân lực và thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk. Cuộc tấn công được không quân Nga thực hiện bằng cặp bom lượn nặng 3 tấn, trang bị mô đôn hiệu chỉnh và phổ quát UMPC, cho phép cường kích ném bom Su-34 nhắm mục tiêu chính xác từ khoảng cách xa, và không bị ảnh hưởng bởi hệ thống phòng không của đối phương. Máy bay ném bom chiến đấu siêu thanh đa chức năng Su-34 của Nga đã giáng những đòn chí mạng vào các nhóm lực lượng vũ trang Ukraine tập trung ở vùng Sumy của Ukraine, giáp biên giới với vùng Kursk của Nga. Đây được coi là lực lượng dự bị cho các đơn vị Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video cho thấy máy bay không người lái UAV Lancet được sử dụng để đối phó vũ khí hạng nặng của Ukraine. Các vũ khí này được lực lượng Kiev triển khai để đột kích vào vùng Kursk video cho thấy cảnh phá hủy một xe tăng và xe bọc thép của quân đội Ukraine trong cuộc giao tranh. UAV Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ, bay lơ lửng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ tấn công tự sát như cơ chế của một tên lửa không đối đất. UAV này được đặt tên là Lancet, tức là dao mổ, vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như trong một cuộc phẫu thuật. Trong khi đó, theo kênh Readoka, lực lượng Moscow đã ngăn chặn thành công các vụ xung kích Ukraine ở Kursk đặc biệt là tại quận Suzansky. Cụ thể, quân đội Nga sau khi tăng cường lực lượng dự bị đã ngăn chặn bước tiến của đối phương dọc các con đường tới Rysk, Elgov và Kuchatov, bất chấp mọi nỗ lực đột phá sâu hơn từ lực lượng Kiev. Hơn nữa, các nhóm chiến thuật Ukraine được hỗ trợ bởi cả UAV và pháo binh tấn công từ Malaya Loknia đã bị chặn lại gần làng Kromsky, Biki và sau trận chiến đã phải lùi về phía nam. Lực lượng Kiev cũng bị đánh lui khỏi Korenevo. Ukraine không chiếm được thị trấn rút ra, phần phía đông khu định cư vẫn do lực lượng Moscow chấn giữ. Nhóm binh sĩ Nga đồn trú được tăng cường bởi quân tiếp viện đến từ Ulanki và Ruskaya Konopenka. Rõ ràng, lực lượng đối phương trong khu vực khá kiêm tốn. Thị trường thị trấn rút ra ở vùng Kursk, ông Vitaly Selachev cũng khẳng định thị trấn không nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine, trái ngược với tin đồn trên một số kênh Telegram. Thị trường Selachev nói khi bình luận về những bức ảnh chụp binh sĩ Ukraine được cho là đang đứng trước một cửa hàng ở thị trấn Sút Các cuộc di tản đang được tiến hành. Sút là của chúng tôi. Thị trấn Sút nằm cách biên giới với Ukraine chưa đầy 10 km, cách thành phố Kursk 85 km. Theo hãng thông tấn TASS, người dân Sút đang được sơ tán đến các khu vực khác của Nga, bao gồm Moscow và vùng Moscow. Lực lượng Ukraine bị cáo buộc phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào thị trấn Sút thuộc vùng Kursk của Nga. Đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát quân đội Nga cho biết bước tiến của lực lượng Ukraine đã bị chặn lại, nhưng các binh sĩ Ukraine vẫn đang ở lại một số khu vực trong vùng Kursk. Lực lượng Ukraine vừa đăng tải video tiết lộ các bằng chứng cho thấy những bước tấn công của họ trong lãnh thổ Nga. Theo đó, lực lượng Ukraine đang kiểm soát một thị trấn biên giới Nga. Đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh của một đoàn 15 chiếc xe tải quân sự Nga bị đốt cháy nằm giải rác dọc đường cao tốc tại vùng Kursk. Video này đã được hãng tin Reuters xác minh. Hàng chục thi thể binh sĩ cũng được nhìn thấy trên những chiếc xe tải. Theo đài CNN, một blogger quân sự người Nga nhận định video là cảnh tượng sau một cuộc tấn công của Ukraine. Trước đó, lực lượng Ukraine bất ngờ tràn qua biên giới Nga. Cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine trên lãnh thổ Nga cho đến nay đã khiến Điện Kremlin phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng Kursk. Báo Góc Điền cũng chia sẻ một video do các blogger quân sự Nga đăng tải cho thấy một đoàn xe quân sự của Nga đã bị tấn công và phá hủy trên đường cao tốc Đông Tây E38 ở Oktyabskoe thuộc tỉnh biên giới Kursk. Oktyabskoe là địa điểm nằm sâu hơn nhiều bên trong lãnh thổ Nga so với bất cứ địa điểm giao tranh nào được xác định trước đó kể từ khi lực lượng Kiev bắt đầu đột kích xuyên biên giới. Giới quan sát nhận định cuộc tấn công này gợi nhớ đến những vụ tập kích của quân đội Ukraine vào lực lượng Nga bao vây thủ đô Kiev trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột các nỗ lực đó đã chứng minh chiến lược đánh nhanh rút nhanh hiệu quả, nhưng cuộc xâm nhập này có vẻ như sẽ khiến Nga phản ứng gia tăng và kết quả hiện vẫn chưa rõ ràng. Quyền thống đốc vùng Kursk, Alexey Smirnov cho hay, Moscow đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang. Ông kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và duy trì tinh thần chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau, không đầu hàng trước sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Cho đến nay, hàng nghìn thường dân Nga đã được sơ tán khỏi nơi giao tranh. Cuộc giao tranh diễn ra ở tỉnh Kursk ban đầu được coi là sự cố nhỏ liên quan đến một nhóm phá hoại, nhưng sau đó đã diễn ra ở quy mô lớn hơn và Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực. Trong một báo cáo phát đi mới đây, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết chỉ trong vòng 24 giờ, không quân và pháo binh nước này đã ngăn chặn thành công bước tiến của các lực lượng Ukraine vào sâu hơn trong lãnh thổ Liên bang Nga. Hiện tại, các lực lượng Liên bang Nga đang nhắm mục tiêu vào các lực lượng dự bị của Ukraine ở tỉnh Sumy của Ukraine nơi đang được Ukraine sử dụng làm căn cứ hậu cần cho cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các cuộc động độ lớn đang diễn ra gần các khu định cư Dairino, Gogolevka, Melovoy, Nikonsky và vùng ngoại ô phía Tây xuất ra, nơi Kiev tập trung một phần đáng kể nhân lực của mình. Về phía Ukraine, để tạo ra nhiều điểm nóng và ngăn chặn các lực lượng Liên bang Nga tập trung nỗ lực vào tình hình ở Kursk, quân đội nước này đã phát động các cuộc tấn công vào nhiều khu vực khác của Liên bang Nga. Theo các nhà chức trách phía Liên bang Nga, khu vực Lipetsk đã phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái lớn, khiến một sân bay quân sự bốc cháy và làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng. Các chuyên gia đưa ra một số mục tiêu mà các cuộc tấn công của Ukraine hướng tới, bao gồm phá hủy trạm xăng Suja, nơi liên bang nga bơm khí đốt vào châu Âu, chuyển hướng sự chú ý của bộ chỉ huy phía liên bang nga khỏi Donbass, phá vỡ các tuyến đường sát tiếp tế cho lực lượng của liên bang nga ở khu vực Kharkov và nâng cao tinh thần của quân đội Ukraine. Bên cạnh đó, các nguồn tin của Ukraine tuyên bố rằng ở phía Ukraine có tới 3 lữ đoàn với tổng cộng khoảng 10.000 binh sĩ đang tham gia vào các cuộc đụng độ. Trong khi đó, số lượng binh sĩ Nga tham gia vào chiến dịch này ước tính lên tới hàng nghìn người. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đang tiếp tục điều động xe tăng và các thiết bị quân sự hạng nặng khác đến chi viện cho lực lượng Nga ở vùng Kursk, trong đó có hệ thống phóng rocket đa nòng BM-21 Grad, pháo kéo, xe tăng, xe Uran và xe Kamaz. Ngoài ra, blog quân sự Deep State công bố đoạn video cho thấy cảnh một đoàn xe quân sự Nga bị tấn công ở làng Oktyaskoye thuộc vùng Kursk. Tổng cộng hơn 14 thiết bị quân sự được cho là đã bị phá hủy hoặc hư hại. Các kênh Telegram của Nga cho biết đoàn xe bị tên lửa HIMARS tấn công. Đài RT dẫn tuyên bố của quân đội Nga cho biết vừa qua quân đội Ukraine đã phát động một cuộc đột kích lớn vào vùng Kursk của Nga vượt qua biên giới ở nhiều địa điểm. Cuộc tấn công tập trung vào thị trấn Suza nằm cách biên giới khoảng 9 km thị trấn, trung tâm hành chính của quận cùng tên đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bừa bãi bằng pháo binh và thiết bị bay không người lái. Hành động này đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên thuộc loại này từ Ukraine và gây áp lực lên Moscow ở một khu vực hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đã kéo dài 2 năm rưỡi. Trước tình hình đó, cựu Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Karen Hirman cảnh báo trong một bài đăng trên Facebook rằng lượng khí đốt tự nhiên chảy qua đường ống Drusba đã giảm vì quân đội Ukraine được cho là đã nắm quyền kiểm soát chạp ở Suza thuộc vùng Kursk của Nga. Theo ông, nguồn cung cấp khí đốt của Nga qua Ukraine tới Slovakia đang bị đe dọa nghiêm trọng khi lưu lượng khí đốt đã giảm xuống còn 37,25 triệu mét khối, mức thấp nhất hàng ngày kể từ tháng 5 năm 2023. Trước đó, ông Hiemen cho biết đường ống vẫn giữ nguyên mức 42 triệu mét khối. Trước đó, ông Karen Hiemen, đã có cuộc họp báo tại Bratislava, cảnh báo rằng dòng khí đốt tự nhiên của Nga qua Ukraine có thể bị dừng hoàn toàn do giao tranh. Công ty khí đốt SPP của Slovakia tuyên bố đã chuẩn bị cho khả năng gián đoạn nguồn cung trong nhiều năm và đã tìm kiếm các nguồn thay thế. Theo cố vấn Mikhail Podolyak của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, mục tiêu chính thức cuộc tấn công của Kiev là gieo rắc nỗi sợ hãi với người dân Nga. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố Mỹ cần ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ vẫn chưa có động thái nào, chỉ nói đã liên hệ với Kiev để biết thêm thông tin. Ngay cả sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, tập đoàn dầu khí Nga Gazprom vẫn tiếp tục vận chuyển nhiên liệu qua lãnh thổ Ukraine, trả phí quá cảnh cho Kiev. Tuy nhiên, gần đây, chính phủ Ukraine đã kiên quyết dừng hoạt động xuất khẩu của Nga qua nước này. Druzhba là trạm khí đốt cuối cùng còn hoạt động giữa Ukraine và Nga. Vào đầu năm 2022, Ukraine đã đóng cửa trạm Soranovka ở Donbass. Vào tháng 8 năm 2022, Kiev yêu cầu tất cả các luồng khí đốt phải được chuyển hướng qua Suza, nhưng Moscow đã từ chối. Tháng 9 năm 2022, hai đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 chạy giữa Nga và Đức đã bị phá hoại và hư hại nặng nề. Không ai chính thức nhận trách nhiệm về các vụ nổ, mặc dù Mỹ đã tìm cách làm trạch hướng các cáo buộc bằng cách đổ lỗi cho các thành phần bất hảo của Ukraine. Trang Business Insider dẫn đánh giá của các chuyên gia về xung đột rằng Ukraine đã có thể tấn công sâu vào bên trong nước Nga một cách đáng kinh ngạc bởi vì các hệ thống phòng không của Nga đã bị kéo căng Ông George Barros, một chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết nhiều UAV Ukraine đã có thể vượt mặt các lá chắn phòng thủ của Nga trong nhiều lần. Ông nhận xét, chúng ta đã chứng kiến nhiều lần Ukraine vượt qua hệ thống phòng không của Nga và bay rất sâu vào lãnh thổ. Hệ thống phòng không của Nga lẽ ra phải dễ dàng tiêu diệt chúng. Mạng lưới phòng không của Nga gồm các hệ thống đáng gờm đã bắn hạ máy bay chiến đấu và tên lửa của Ukraine. Phần lớn là ngăn Ukraine tiếp cận không phận Nga. Khả năng phòng thủ của Ukraine cũng đã chứng minh được giá trị ngăn chặn được một lực lượng không quân Nga lớn hơn nhiều, điều mà các chuyên gia tác chiến trên không ca ngợi là thành tựu nổi bật khi xét đến những bất lợi của Ukraine trên không. Điều đó đã tạo ra tình thế là không bên nào giành được quyền thống trị trên không mà cả Nga và Ukraine chủ yếu chỉ sử dụng máy bay của mình trên lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, ông Barus nhận định phòng không Nga đang trong tình trạng bị kéo căng, mang lại cho Kiev cơ hội mới. Theo chuyên gia trên nga đã bỏ qua việc bảo vệ các khu vực không nằm gần ukraine vì vậy từ mùa xuân năm nay ukraine có thể lách qua hệ thống phòng thủ nga theo cách rất có chủ đích nhiều hệ thống phòng không của nga đã bị ukraine làm hư hỏng hoặc phá hủy và ukraine hiện giờ đang nhắm mục tiêu vào một số hệ thống mà trước đây nước này không thể tiếp cận được ông Barus cho hay nga đã bố trí các hệ thống phòng không để bảo vệ những khu vực bị đe dọa nếu ukraine vượt qua được hàng rào đó lực lượng nước này có thể tiến vào khu vực bên trong nước Nga vốn không được bảo vệ chặt chẽ. Ông nói thêm, ông Barus lấy ví dụ về cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào vùng Tatarstan của Nga cách biên giới với Ukraine gần 1.300 km hồi tháng 4. Cuộc tấn công sử dụng những gì các chuyên gia cho là một máy bay hạng nhẹ được chuyển đổi để bay từ xa. Ông Barus chỉ ra, cuộc tấn công đã chứng minh và chỉ ra rằng người Nga có thể đã bố trí các vũ khí phòng không theo cách họ có thể bảo vệ tốt khu vực xung quanh Ukraine. Ngoài phạm vi đó, họ không có năng lực bảo vệ. Trong bản báo cáo mới nhất, Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho rằng lực lượng vận hành UAV của Ukraine dường như đang cải thiện khả năng ngăn chặn máy bay không người lái trinh sát tầm xa của Nga trên không trung. Theo nhà phân tích về Nga tại ISW, ông Riley Bailey đã có các video cho thấy lực lượng Ukraine sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV giá rẻ có sẵn để đánh chặn UAV trinh sát đắt tiền hơn của Nga. Ông mô tả đây là một diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là khi chưa có bằng chứng nào cho thấy lực lượng Nga làm điều tương tự. Điều này cho thấy lực lượng Ukraine có thể có lợi thế về công nghệ, mặc dù đó chưa phải là lợi thế mà họ triển khai ở quy mô lớn. Tuy nhiên, giải pháp này rất có tiềm năng, đặc biệt là khi sẽ đến những thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt. Hệ thống phòng không luôn ở trong tình trạng căng thẳng của Ukraine đã tạo ra cơ hội cho lực lượng Nga cho phép Moscow vận hành các hệ thống không người lái tình báo, trinh sát và giám sát ISR cao cấp hơn một cách tự do để có được bức tranh tổng quan hơn về tiền tuyến. Trước đó, ông Jack Watling, chuyên gia tại Viện Rusi có trụ sở tại Anh cho rằng, sự hiện diện ngày càng gia tăng của các loại UAV ISR như vậy cho phép quân đội Nga phát hiện và tiêu diệt chính xác các mục tiêu phía sau tiền tuyến bằng pháo phản lực và tên lửa đạn đạo chiến thuật. Những chiếc UAV này cũng có thể đe dọa các lực lượng Ukraine đang tiến quân bằng cách chuyển tiếp thông tin mục tiêu các đơn vị hỏa lực tầm xa chiến thuật để ngăn chặn đối phương. Theo ông Bailey, UAV trinh sát đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp Nga quyết định nhắm bắn vào mục tiêu nào của Ukraine. UAV chỉ điểm cho các đơn vị pháo binh biết nơi tập trung binh sĩ và thiết bị, cũng như nơi các cuộc tấn công được lên kế hoạch. Từ đó, pháo binh sẽ thực hiện nhiệm vụ đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương. Nga đã tận dụng những hạn chế về phòng không của Ukraine và triển khai nhiều UAV cánh cố định, thậm chí còn đưa chúng vào sâu trong các khu vực hậu phương của Ukraine. Điều này giúp Nga cải thiện độ chính xác của các cuộc tấn công. Một chuyên gia quân sự Ukraine cho rằng, Kiev không có đủ hệ thống phòng không để bắn hạ tất cả UAV trinh sát của Nga và họ cũng không muốn phải sử dụng tên lửa đánh chặn đắt tiền để đối phó. Chiến lược UAV FPV trở nên hữu ích trong trường hợp này. Đó là cách tương đối hiệu quả về mặt chi phí, tiết kiệm được tên lửa phòng không và sử dụng chúng để nhắm mục tiêu và các mục tiêu có giá trị cao hơn. Giải pháp này có thể giảm áp lực lên các hệ thống phòng không của Ukraine mà Kiev cho là họ chưa có đủ số lượng cần thiết. Việc sử dụng UAV FPV giá rẻ cũng cho thấy những nỗ lực lớn của Ukraine nhằm tìm ra giải pháp cho các lợi thế về nguồn lực của Nga cả Nga và Ukraine đều liên tục phát triển các loại UAV mới và những phương pháp mới để sử dụng chúng, cũng như các cách thức mới để đánh bại UAV của đối phương. Ông Bailey nhận định, Ukraine đi trước Nga khi nói đến công nghệ UAV, bao gồm cả việc họ là nước đầu tiên sử dụng UAV FPV ở quy mô lớn dọc tiền tuyến, và lực lượng Nga đã phải bắt kịp điều đó. Theo chuyên gia, đối với Ukraine, một trong những lý thuyết chiến thắng là khả năng thích ứng nhanh nhất có thể, khám phá ra những cải tiến công nghệ mới xây dựng khả năng sản xuất những cải tiến công nghệ đó để triển khai trên quy mô lớn dọc tiền tuyến vào những thời điểm quan trọng nhằm tìm kiếm lợi thế và bù đắp cho những bất lợi cả về vũ khí và nhân lực trước lực lượng Nga. Theo lầu năm góc, Washington sẽ gửi thêm cho Kiev số tên lửa và đạn dược trị giá 125 triệu đô la Mỹ. Đây là đợt viện trợ thứ 63 của Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021, 6 tháng trước khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự. Cụ thể, để giúp Ukraine đáp ứng nhu cầu an ninh và quốc phòng quan trọng, Mỹ sẽ gửi tên lửa phòng không Stinger, đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn cho pháo 155mm và 105mm, tên lửa chống tăng Javelin, AT4 và TOW, đạn vũ khí hạng nhẹ, vũ khí phá hủy. Gói này cũng bao gồm radar đa nhiệm, xe cứu thương Humvee, phụ tùng thay thế cùng các dịch vụ công tác đào tạo và vận chuyển. Nói về việc viện trợ, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết không cảm thấy đây là hành động gia tăng căng thẳng. Thay vào đó, mọi hành động của Ukraine đều là tự vệ chính đáng. Trước đó, Mỹ cũng đã công bố khoản viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine trị giá khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, trong đó có đạn dược phòng không và đạn pháo mà Kiev đang rất cần. Bộ Quốc phòng Mỹ thông tin khoản viện trợ này bao gồm 200 triệu đô la Mỹ trang thiết bị sẽ được lấy từ kho vũ khí quân sự hiện có của Mỹ và nhanh chóng gửi tới tiền tuyến. Với khoản viện trợ mới, Ukraine sẽ nhận được một số loại đạn dược phòng không như đạn cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS pháo, đạn dược cho hệ thống HIMARS và nhiều loại vũ khí chống tăng. Mỹ là nước viện trợ quân sự đáng kể nhất cho Ukraine, đến nay đã cam kết cung cấp hơn 55 tỷ đô la Mỹ vũ khí, đạn dược và các khoản viện trợ an ninh khác kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022 tại Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, gói viện trợ này sẽ cung cấp các năng lực chủ chốt cho cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết, khoản viện trợ mới quan trọng đối với việc tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng thủ Ukraine. Tờ Bill của Đức cho hay, xe thiết giáp hạng nặng do Đức cung cấp cho Kiev đã tiến vào các cánh đồng của tỉnh Kursk của Nga trong cuộc tấn công qua biên giới của Ukraine. Báo Bill dẫn các video được đăng trực tuyến cho biết, một số xe chiến đấu bộ binh Marder, IFV, được phát hiện trong số các thiết bị quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc tấn công của họ, được phát động vào sáng ngày 6 tháng 8. Tờ báo của Đức cũng đề cập đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố trong đó có cảnh các xe chiến đấu bộ binh bị máy bay không người lái UAV Kamikaze của Nga tấn công. Đoạn video do quân đội Nga công bố cho thấy, ít nhất 3 xe Marder bị UAV Lancet của Nga phá hủy trong các cuộc tấn công nhằm vào thiết bị quân sự của Ukraine. Các thiết giáp bị tấn công khi đang di chuyển dọc theo những con đường đất và qua một khu vực nhiều cây cối. Trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, nhà báo Julian Rocker của Bill cho biết cả ba chiếc Marder đều trở thành nạn nhân trong các cuộc không kích của Nga ở khu vực chỉ cách biên giới vài km vì lực lượng Ukraine đã đưa chúng vào trận chiến mà không có sự phòng vệ đầy đủ. Tin tức về khí tài Đức sản xuất được sử dụng trong một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga đã gây ra phản ứng trái chiều ở Đức. Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, Markus Faber tuyên bố, ông không phản đối hành động của Ukraine. Theo ông, bất kỳ vũ khí nào được chuyển giao cho Kiev đều không còn là của Đức nữa mà sẽ là của Ukraine. Ông cũng cho rằng lãnh thổ của cả Ukraine và Nga đều là khu vực xung đột người đứng đầu đảng BSVK mới thành lập và là cựu lãnh đạo đảng cánh tả của Đức. Sarah connect bình luận, đây là một diễn biến cực kỳ nguy hiểm. Theo bà, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nên gọi cho lãnh đạo Ukraine để yêu cầu họ không sử dụng vũ khí Đức trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Năm 1943, quân đội Liên Xô đã đụng độ với lực lượng Đức Quốc xã trên các chiến trường của vùng Kurs. Đây là một trong những trận chiến khốc liệt của Thế chiến thứ hai và là một trong những trận chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử lực lượng của Đức vào thời điểm đó đã triển khai các loại xe tăng hoàn toàn mới, bao gồm xe tăng Panzer và Tiger, cũng như sát thủ diệt tăng Ferdinand. Trận chiến có sự tham gia của hàng nghìn xe tăng ở cả hai bên, kết thúc bằng việc quân đội Liên Xô đánh bại quân đội Đức quốc xã. Sau nhiều thập kỷ phát triển quân sự nóng thời chiến tranh lạnh, Liên Xô sở hữu kho vũ khí khổng lồ. Sau khi Liên Xô tan vỡ, Nga được kế thừa phần lớn trang bị vũ khí của quân đội Liên Xô. Trong số đó, Ngoài những trang bị quân sự hiện đại, Nga còn tiếp nhận cả kho vũ khí cũ thời Liên Xô chờ được tái chế, bị bỏ hoang trên khắp lãnh thổ nước Nga. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại nước láng giềng Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Điện Kremlin đã điều chỉnh chiến lược tác chiến khi lực lượng Nga chật vật phá sự kháng cự quyết liệt của Ukraine và chịu tổn thất nặng nề. Theo đó, Nga đã chuyển sang sử dụng hệ thống vũ khí hiện đại lấn thiết bị quân sự kể trên nhằm lật ngược tình thế có lợi cho mình. Tuy nhiên, bước sang năm thứ ba của cuộc xung đột economist nhận định kho vũ khí thời liên xô của nga sắp cạn số còn lại trong kho thì đang ở tình trạng rất tồi tệ và chỉ ra rằng moscow không phải thiếu một loại vũ khí mà là sự thiếu hụt vũ khí toàn diện bên cạnh đó có một loạt thay đổi trên chiến trường chẳng hạn như ở tiền tuyến mức tiêu thụ đạn pháo của quân đội nga đã giảm đáng kể và ở một số khu vực thậm chí số đạn pháo bắn ra không nhiều bằng phía ukraine thông tin của quân đội ukraine cho biết Nga hiện chỉ có thể bắn hơn 4.000 viên đạn pháo mỗi ngày, ít hơn 1.000 viên so với đối thủ. Điều này đơn giản là không thể tưởng tượng được vào năm 2022 khi lực lượng Moscow tấn công vào thành phố Lysychansk và Severodonetsk ở Lugansk. Họ có thể bắn từ 70.000 đến 80.000 viên một ngày. Ngoài đạn pháo, quân đội Nga còn thiếu nòng pháo và phải tháo nòng pháo từ những khẩu không hoạt động. Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, theo các viện nghiên cứu phương Tây thì tình hình ở Nga không mấy lạc quan. Đầu năm ngoái, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, đã tuyên bố rằng Nga sẽ chế tạo 1.500 xe tăng chỉ trong năm nay. Khi ông Medvedev nói về mục tiêu chế tạo 1.500 xe tăng trong năm, thậm chí có ý kiến cho rằng con số có thể lên tới 4.000 chiếc mỗi năm, tương đương với đỉnh cao của thời kỳ Liên Xô. Nhưng nước Nga ngày nay không phải Liên Xô, bất chấp các nhà máy sản xuất xe tăng lớn nhất và quan trọng nhất vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, công suất của chúng kém xa so với quá khứ. Dựa trên năng lực hạn chế hiện nay, họ chỉ có thể tập trung hiện đại hóa khung gầm T72, T80, T90 cũ bằng linh kiện mới vốn đã được sản xuất trong nước chứ không phải nhập khẩu từ bên ngoài. Theo nhận xét, Nga có thể đáp ứng nhu cầu về xe tăng sản xuất trong nước trong bối cảnh chiến trường Ukraine diễn biến thuận lợi. Hai tổ hợp chính đặt tại Omsk và Nizhny Tagil là khá đầy đủ. Mặc dù vậy, chắc chắn họ không thể nâng công suất của dây chuyền lắp ráp đến mức đảm bảo cho xuất xưởng con số ấn tượng như tuyên bố ở trên, ngay cả theo tiêu chuẩn xe tăng ngày nay. Thực tế từ trước đã cho thấy Nga không thể sản xuất tới 1.500 xe tăng trong một năm. Hiện nay họ đang tập trung nhiều hơn vào công cuộc hiện đại hóa, thậm chí ngay cả khi không có xung đột với Ukraine. Tuyên bố của ông Medvedev vẫn vấp phải sự hoài nghi. Bên cạnh đó, thứ mà quân đội Nga thiếu nhất hiện nay là các hệ thống phòng không đáng tin cậy, đặc biệt là tổ hợp tên lửa tầm xa S-300 và S-400. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga không thể sản xuất hàng loạt các hệ thống phòng không tầm xa công nghệ cao như vậy trong thời gian ngắn. Ngược lại, quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak MS do Mỹ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Điều này dường như đã buộc Moscow phải trì hoãn việc giao S-400 cho Ấn Độ. Đồng thời, hiệu quả chiến đấu thực tế đã cho thấy Hệ thống phòng không tầm xa này đánh chặn tên lửa ATACMS chưa thật sự hiệu quả. Đồng thời, việc triển khai số lượng lớn S400 tới các khu vực tiền tuyến cũng làm suy yếu khả năng phòng không của vùng Viễn Đông và các khu vực khác. Đây trở thành nguyên nhân khiến UAV của Ukraine có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga và liên tục gây ra các vụ việc đáng tiếc. Economist kết luận nếu không có gì thay đổi, quân đội Nga có thể phải chuyển sang thế phòng thủ trước cuối năm nay. Điều này có thể trở nên rõ ràng trước khi kết thúc mùa hè. Phản ứng của Tổng thống Putin đối với thỏa thuận ngừng bắn dự kiến sẽ tăng lên. Các hãng truyền thông nhà nước Nga vừa qua đưa tin, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một sân bay quân sự của Nga ở khu vực Lipetsk, cách biên giới Ukraine hàng trăm km. Do bị UAV của Ukraine tấn công, nguồn tin trên cho biết thêm rằng sân bay quân sự Lipetsk chứa các máy bay Su-34, Su-35 và MiG-31. Ngay sau đó, một nguồn tin tình báo Ukraine nói với Kiev Independent rằng quân đội nước này tiếp tục tấn công bằng UAV nhằm vào một căn cứ không quân Nga ở tỉnh Lipetsk, gây ra một vụ nổ dây chuyền khiến hơn 700 quả bom phát nổ. Nguồn tin cho biết cuộc tấn công đã gây ra một vụ nổ mạnh, gây ra một chuỗi các vụ nổ và một đám cháy lớn lan rộng khắp sân bay. Chính quyền địa phương đã xác nhận các vụ nổ và sơ tán cư dân gần đó. Trước những cuộc tấn công trên, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho hay Ủy ban Chính phủ về phòng chống và xử lý tình huống khẩn cấp đã tổ chức phiên họp bất thường. Trong đó có các chủ đề nghị sự liên quan đến diễn biến ở tỉnh Kursk, nơi đang bị quân đội Ukraine tấn công. Tình trạng khẩn cấp và phản ứng cấp độ liên bang đã được thiết lập tại đây. Tình trạng khẩn cấp liên bang là mức cao nhất trong hệ thống của Nga. Mức độ được xác định theo quy mô thảm họa, số lượng người thiệt mạng và bị thương cũng như thiệt hại cụ thể. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố lực lượng nước này đang tiếp tục đẩy lùi các mũi tiến công của Ukraine tại tỉnh Kursk đồng thời công bố video máy bay không người lái UAV, pháo binh và tên lửa, tập kích các đoàn xe thiết giáp và điểm tập kết binh lực của Ukraine. Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karin Jean-Pierre cho biết, Washington đã liên hệ với Kiev để làm rõ mục tiêu chiến dịch tại Kursk, song khẳng định Ukraine không vi phạm chính sách sử dụng vũ khí viện trợ. Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói, Kiev không báo trước cho Washington về kế hoạch đưa quân vào Kursk, song lưu ý đây là điều bình thường với các kế hoạch quân sự. Tại một sự kiện ra mắt ứng dụng kỹ thuật số mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, mọi người đều có thể thấy rằng quân đội Ukraine biết cách gây bất ngờ và biết cách đạt được kết quả. Theo đài Al Jazeera, trong một đoạn video từ bài diễn thuyết đăng tải trên kênh Telegram, ông Zelensky nói rằng trên chiến trường, quân đội Ukraine không chỉ chống lại lực lượng áp đảo của đối phương mà còn tiêu diệt mục tiêu theo cách cần thiết để bảo vệ Ukraine. Ông Zelensky cho biết thêm rằng đã nhận được ba báo cáo từ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishky và các ngợi hành động của quân đội là hiệu quả và chính là những gì đất nước cần lúc này. Tuy nhiên, ông Zelensky không đề cập trực tiếp đến cuộc tấn công xuyên biên giới ở khu vực Kursk của Nga. Trợ lý Tổng thống cấp cao của Ukraine Mikhail Podolyak vừa lên tiếng về cuộc tấn công ở khu vực Kursk diễn ra cách đây ít hôm. Ông Podolyak nhấn mạnh rằng nguyên nhân của bất kỳ sự gia tăng căng thẳng nào, bao gồm cuộc tấn công ở khu vực Kursk và Belgorod của Nga, bắt nguồn từ hành động từ phía Nga. Cuộc tấn công được cho là của Ukraine vào Nga, mục đích dường như là để giúp các nguồn lực của Nga khỏi các khu vực khác hoặc làm suy yếu tinh thần nước này. Nếu Ukraine đạt được mục đích, họ sẽ có được lợi thế nhất định trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm tàng với Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW ở Mỹ cho biết, Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hai ngày đầu cuộc tấn công biên giới. Mặc dù vậy, các nhà phân tích quân sự nhận định, cuộc tấn công Kursk của Ukraine khó có thể là bước ngoặt. Họ hoài nghi cuộc tấn công này sẽ ảnh hưởng đến tiến trình xung đột vì lực lượng Ukraine không có đủ phương tiện để giữ lãnh thổ đã chiếm được. Cuộc tấn công xuyên biên giới có thể giáng một đòn vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Kể từ khi xung đột nổ ra tại Sudan, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng khoảng 25 triệu người dân nước này đối mặt với nạn đói và cần viện trợ nhân đạo. Phái bộ Nga tại Geneva mới đây cho biết nước này sẽ không tham gia cuộc đàm phán giữa các phe phái ở Sudan do Mỹ cùng Thụy Sĩ tổ chức. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã mời lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bán quân sự tham gia cuộc đàm phán ngừng bắn ở Thụy Sĩ do Ả Rập Xê Út đồng chủ trì. Trong cuộc điện đàm với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Sudan SAF, quân đội chính quy của Sudan, tướng Abdel Fattah al-Burhan, ông Blinken đã hối thúc SAF tham gia sự kiện tại Thụy Sĩ và nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt giao tranh ngay lập tức. Liên minh châu Phi, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và Liên hợp quốc dự với tư cách là quan sát viên, chính phủ Sudan cho biết nước này sẽ gửi một phái đoàn đến Jeddah, Ả Rập Xê Út để tham vấn với Mỹ về lời mời tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Geneva, dự kiến được tổ chức vào ngày 14 tháng 8. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Sudan cũng đã yêu cầu Mỹ thảo luận thêm chương trình nghị sự và kêu gọi RSF rút khỏi các khu vực, dừng mở rộng hoạt động trước khi tiến hành đàm phán. Các cuộc đàm phán trước đó do Mỹ và Ả Rập Xê Út bảo trợ tại thành phố cảng Jeddah, Ả Rập Xê Út đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ kết quả đáng kể nào. Xung đột tại Sudan bắt đầu từ tháng 4 năm 2023 khi giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF nổ ra ở thủ đô Khartoum và nhanh chóng mở rộng về phía Tây ra khắp Darfur. Thống kê của nhóm viện trợ thuộc Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF cho thấy khoảng 1 phần 3 số người nhập viện vì thương tích liên quan đến giao tranh ở Sudan là phụ nữ hoặc trẻ em dưới 10 tuổi. Ước tính đã có 2,2 triệu người Sudan chạy trốn ra nước ngoài, trong khi gần 7,8 triệu người phải tìm kiếm nơi ẩn náu mới. Các cuộc xung đột trước đó cũng đã khiến 2,8 triệu người ở quốc gia Đông Phi này phải đi di tản. Liên hợp quốc vừa qua đã kêu gọi các bên tại Libya kiềm chế, sau khi chính phủ thống nhất quốc gia Libya, GNU, có trụ sở tại Tripoli, đặt các lực lượng của GNU trong tình trạng báo động cao để đề phòng một cuộc tấn công của các lực lượng trung thành với tướng Khalifa Haftar ở miền đông Libya. Libya đã bị tàn phá nặng nề bởi tình trạng bất ổn chính trị và an ninh kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi vào năm 2011. Quốc gia giàu tài nguyên năng lượng ở Bắc Phi bị chia rẽ giữa chính quyền được Liên hợp quốc công nhận tại thủ đô Tripoli và chính quyền ở miền đông do lực lượng của tướng Haftar hậu thuẫn. Một lệnh ngừng bắn đã được thiết lập vào năm 2020 sau khi lực lượng của GNU đẩy lùi cuộc tấn công của các chiến binh do tướng Haftar chỉ huy vào thủ đô Libya. Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya, UNSMIL, kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động quân sự thách thức có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định mong manh của Libya. Bộ tổng tham mưu của chính phủ ở Tripoli vừa cho biết họ đã đặt lực lượng của mình trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng để lùi mọi cuộc tấn công có thể xảy ra. Truyền thông Libya đưa tin mục tiêu của tướng Hafsta là giành thị trấn ốc đảo chiến lược Gadamess do Gnu kiểm soát ở biên giới phía tây Libya cùng với sân bay của thị trấn này. Giới phân tích cảnh báo chiến dịch của tướng Hafsta có thể sẽ phá vỡ lệnh ngừng bắn năm 2020. Ông Emad Badi, một chuyên gia về Libya tại Hội đồng Đại tây dương cho biết. Các khu vực do GNU kiểm soát ở miền Tây Libya đang trong tình trạng báo động giữa lúc lực lượng vũ trang Ả Rập Libya LAAF do Saddam Haftar, con trai của tướng Khalifa Haftar, chỉ huy đang điều động lực lượng. Nhà phân tích Badi nói, một số người coi đây là màn dạo đầu của một cuộc tấn công cuối cùng vào thủ đô Tripoli. Việc LAAF giành được thị trấn chiến lược Gadames sẽ chính thức đánh dấu sự sụp đổ của lệnh ngừng bắn đạt được vào năm 2020. LAAF cũng vừa tuyên bố lực lượng này đang phát động một chiến dịch nhằm bảo vệ biên giới phía nam của đất nước và tăng cường sự ổn định ở các khu vực chiến lược này. Trong một tuyên bố đưa ra mới đây, Hội đồng Nhà nước Tối cao Libya (HSC) có trụ sở tại Tripoli bày tỏ quan ngại về các hoạt động điều động quân sự của lực lượng do tướng Haftar đứng đầu ở khu vực tây nam Libya. HSC khẳng định rõ ràng lực lượng của tướng Haftar đang hướng tới mục tiêu tăng cường ảnh hưởng và mở rộng quyền kiểm soát đối với các khu vực chiến lược ở khu vực biên giới phía tây giáp với Tunisia và Algeria. Tuyên bố của HSC nêu rõ những động thái này có khả năng đưa Libya quay trở lại các cuộc đụng độ vũ trang và là mối đe dọa trực tiếp đến lệnh ngừng bắn năm 2020. Trong một đoạn video vừa được đăng tải trên Facebook, lực lượng của tướng Haftar không đề cập cụ thể đến thị trấn chiến lược Gadames mà chỉ thông báo họ có ý định bảo vệ một số thị trấn ốc đảo xa xôi vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền có trụ sở ở miền đông Libya. Theo tờ Oipray, Nga đang mở rộng ảnh hưởng kinh tế của mình bằng cách tăng cường buôn bán tài nguyên năng lượng và hàng hóa với Trung Quốc thông qua tuyến đường biển phương Bắc, NSR. Tuyến đường biển phương Bắc, còn được gọi là tuyến đường biển cầu Bắc Cực, là một huyết mạch vận tải hàng hải Bắc Cực đầy tham vọng của Nga, chạy qua vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nga ở cực Bắc, trải ra từ biển Okhotsk và biển Bering ở phương Bắc, phía đông đến biển Barents và biển Trắng ở phía Tây. Hải trình này dài khoảng 5.600 km, là tuyến hàng hải ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á, trong khi tuyến đường biển cũ từ biển Hoa Đông đến biển Bắc khoảng 9 km và phải đi qua kênh đào Suez. Dự báo tiềm năng của NSR sẽ còn tăng cao theo thời gian khi tuyến đường này giúp Nga phá vỡ thế bao vây cấm vận của phương Tây, kết nối hàng hóa của họ với nhiều đối tác khác trên khắp hành tinh. Hiện nay, Trung Quốc là một trong những đối tác kinh tế và thương mại chính của Liên bang Nga. Sự gần gũi giữa hai nước xét từ góc độ lợi ích địa chính trị là rõ ràng khi cùng có tham vọng thách thức trật tự thế giới do phương Tây làm bá chủ. Theo đánh giá của tờ Oipri, trong bối cảnh hiện nay, cần phải đặc biệt chú ý đến vai trò của tuyến đường biển phương Bắc. Nhất là khi Nga đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm hướng tới có thể sử dụng NSR quanh năm. Liên bang Nga có lượng tài nguyên thiên nhiên ở Bắc Cực với trữ lượng rất lớn, điển hình như tổng khối lượng các mỏ khí đốt tại đây ước tính lên tới 35,7 nghìn tỷ mét khối. Còn dầu và khí ngưng tụ là hơn 2,3 tỷ tấn. Trong tương lai gần, tốc độ khai thác và sản xuất nhiên liệu hóa thạch ở khu vực Bắc Cực sẽ tăng lên và tuyến đường biển phương Bắc chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều so với hiện tại. Bên cạnh đó, sự chung tay phát triển Bắc Cực sẽ góp phần vào nỗ lực của Nga và Trung Quốc nhằm làm suy yếu quyền bá chủ của đồng đô la Mỹ trong thương mại năng lượng toàn cầu. Trong tương lai gần, Nga sẽ phải tăng gấp nhiều lần số lượng tàu phá băng để hỗ trợ tàu hàng đi qua NSR, hợp tác với Trung Quốc tỏ ra là hướng đi khả thi nhất bởi tiềm lực tài chính của Bắc Kinh đủ để đáp ứng nhu cầu từ phía Moscow. Tuy vậy, tham vọng độc quyền khai thác NSR của Nga đang bị thách thức khi Mỹ và nhiều nước phương Tây khẳng định phần lớn tuyến đường thuộc về vùng biển quốc tế theo công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 và Moscow không thể đơn phương áp đặt luật lệ theo tờ Sputnik, chi phí qua biển đỏ đã tăng hơn 250% kể từ khi lực lượng dân quân Houthi phong tỏa một phần khu vực từ tháng 11 năm 2023. Tờ Foreign Policy của Mỹ cho hay, trong bối cảnh Mỹ và Anh chưa thể ngăn chặn Houthi tấn công các tàu hàng, thì tàu quân sự của các nước ủng hộ Israel tại biển đỏ và biển Ả Rập và các chủ hàng thương mại phương Tây ngày càng coi tuyến đường biển phía Bắc NSR của Nga như một giải pháp thay thế tiềm năng hấp dẫn. Nhằm phá vỡ thế độc tôn của Nga, Mỹ đang lôi kéo các đồng minh vùng cực như Na Uy và Canada trong những dự án lớn nhằm chế tạo thêm tàu phá băng để tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực. Trong vụ rơi máy bay xảy ra ở thành phố Vinhedo thuộc bang Sao Paulo, Brazil, chiếc máy bay Brazil rơi tự do hơn 5.000 mét chỉ trong một phút, lao xuống khu dân cư. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Brazil, giới chức nước này lo ngại rằng nhiều khả năng toàn bộ 61 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay đều đã thiệt mạng. Được biết, máy bay gặp nạn là loại ATR-72, thuộc hãng hàng không voepas Linhas Arias của Brazil, bị rơi xuống thành phố Vinhedo vào lúc 13 giờ 30 phút theo giờ địa phương, khi đang trong hành trình từ Cascavel, bang Paraná, đến guarulhos bang Sao Paulo. Khu vực máy bay rơi cách Sao Paulo 80 km về phía tây bắc. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay dường như lao xuống khu vực có nhiều cây cối, sau đó xuất hiện một đám khói đen lớn. Thông tin sơ bộ cho thấy đã không có tín hiệu khẩn cấp nào được phát hiện trước khi chiếc máy bay gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng được điều tới hiện trường vụ tai nạn và cơ quan chức năng Brazil đã mở cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này. Hiện hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy và dữ liệu trong đó sẽ giúp các điều tra viên tìm được nguyên nhân khiến chiếc máy bay rơi. Phát biểu trong một sự kiện diễn ra sau đó một thời gian ngắn, tổng thống Brazil Lula da Silva đã thông báo về vụ rơi máy bay và cho biết dường như toàn bộ hành khách và bốn thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay này đã thiệt mạng. Ông đã yêu cầu một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số. Hãng thông tấn Nga Ria dẫn bài đăng trên kênh Telegram của ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao của chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, đã đề cập đến một âm mưu ám sát được cho là nhắm vào Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov. Ông Rogov cho hay một thiết bị nổ đã phát nổ gần ông Umerov và bộ trưởng này sau đó được đi bằng xe cứu thương mà không rõ tình trạng. Tuy nhiên, ông cũng thận trọng cho biết đây là thông tin chưa được xác thực, chỉ dựa trên một bài đăng của một blogger đối lập ở Ukraine là Alexander Semchenko. Phản ứng lại, trong một bài đăng trên kênh Telegram, Trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine tuyên bố tin đồn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bị ám sát là không đúng sự thật. Hồi đầu tháng 5, Cơ quan An ninh Ukraine SBU cũng tuyên bố đã vạch trần một mạng lưới điệp viên do Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB điều hành. Các điệp viên này muốn ám sát ông Zelensky và các quan chức chính trị, quân đội Ukraine, trong đó có lãnh đạo SBU Vasyl Maliuk và lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Ukraine GUR Kirilo Budanov. Theo báo Komsomolskaya Pravda, ông Budanov và vợ là bà Mariana Budanova bị nhiễm độc kim loại nặng. Ngay tuần đầu tiên vận động tranh cử, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã giới thiệu tầm nhìn kinh tế của bà tập trung vào tầng lớp trung lưu của Mỹ. Tầm nhìn này dự kiến được áp dụng nếu bà được Đảng Dân chủ đề cử và đánh bại ứng viên Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. tờ Financial Times gọi tầm nhìn này là Kamala Nomics. Tại một bài phát biểu, bà cho biết đã xác định mục tiêu xây dựng tầng lớp trung lưu khi trở thành tổng thống. Bà nói: "Chúng ta biết khi tầng lớp trung lưu mạnh thì nước Mỹ mạnh." Tuy nhiên, vẫn có những khác biệt nhất định trong quan điểm điều hành kinh tế Mỹ của bà so với Tổng thống đương nhiệm. Theo các nhà phân tích, bà Harris có thể tập trung nhiều hơn và mạnh mẽ hơn vào nền kinh tế chăm sóc. Chiến lược này bao gồm tăng cường dịch vụ chăm sóc trẻ em, chế độ nghỉ phép có lương cho gia đình và tài trợ cho giáo dục. Các chính sách mà bà Harris đang ủng hộ nhằm thúc đẩy mạng lưới an sinh xã hội của Mỹ từng nằm trong kế hoạch trị giá 3.500 tỷ đô la Mỹ của ông Biden vào năm 2021. Nhưng Quốc hội Mỹ không thông qua kế hoạch này. Ông Ben Harris, cựu trợ lý kinh tế của ông Biden, cho rằng với kinh nghiệm của bà Harris trong việc vận động giảm chi phí thuê nhà trong thời gian bà làm thượng nghị sĩ, các chính sách của bà có thể tập trung vào nhà ở. Trong khi đó, bà Felicia Wong, từng là thành viên ban cố vấn của ông Biden, hy vọng bà Harris sẽ vận động quyết liệt hơn cho các công đoàn. Một trong những cuộc vận động tranh cử đầu tiên của bà Harris là với các thành viên của Liên đoàn Giáo viên Mỹ, công đoàn giáo viên lớn thứ hai của nước này. Tuy nhiên, theo Financial Times, thách thức chính của bà Harris là cần chứng minh ông Trump và Đảng Cộng hòa không ủng hộ các chính sách có lợi cho người lao động. Bà Harris từng chỉ trích ông Trump về các chính sách kinh tế ông đưa ra. Nữ Phó Tổng thống cho rằng những chính sách này sẽ gây hại cho các gia đình lao động, bao gồm cắt giảm thuế cho người giàu và các tập đoàn Mỹ, áp thuế nhập khẩu trên diện rộng và trục xuất hàng loạt người nhập cư. Bà Harris được cho là sẽ tiếp nối chính sách của ông Biden về việc không tăng thuế đối với những người có thu nhập dưới 400.000 đô la Mỹ một năm. Hiện bà Harris và ông Trump có khoảng cách ủng hộ chênh lệch xích sao trong các cuộc khảo sát gần đây. Tuy nhiên, The Economist lưu ý chính sách kinh tế của bà Harris, Kamala Nomics khá giống với Biden Nomics nên có thể là bất lợi cho chiến dịch tranh cử. Bởi lẽ, đa số người Mỹ đánh giá thấp ông Biden về điều hành kinh tế trong các thăm dò trước đây do bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Chỉ hơn 2 tuần trước, ekip tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng vang dội của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Mọi thứ bỗng chốc đảo lộn khi đường kim Tổng thống Joe Biden rút lui và phó Tổng thống Kamala Harris thế chỗ trở thành ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ. Ông Corey Lewandowski, cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống nói với Reuters rằng cuộc đua đã thay đổi, đồng thời thừa nhận ekip muốn đấu với ông Biden hơn bởi họ tin là có cơ hội thắng cao hơn không chỉ riêng ông lewandowski chín nguồn tin nội bộ khác cũng tiết lộ với reuters rằng họ coi phó tổng thống harris là đối thủ khó nhằn hơn nhiều so với ông biden một cố vấn cấp cao giấu tên của ông trump cho biết rõ ràng là bà harris có thể giành chiến thắng nội bộ chỉ ra ba vấn đề đối với chiến dịch tranh cử của ông trump sự chậm trễ trong việc tung ra các quảng cáo tấn công bà harris vốn được coi là chìa khóa để chỉ ra điểm yếu dễ nhận thấy của đối thủ sự nghi ngờ giữa một số nhà lãnh đạo, nhà tài trợ của Đảng Cộng Hòa về việc lựa chọn Thượng nghị sĩ j Vance làm ứng cử viên phó tổng thống và mối lo ngại từ chính bản thân cựu tổng thống. Trong khi đó, theo nhận định của nhà phân tích Matthias Piotrowski tại chương trình An ninh Quốc tế của Viện Các Vấn đề Quốc tế Ba Lan PISM, việc Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua tái cử đã mở ra cơ hội mới cho bà Kamala Harris trong cuộc đua Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Sự thay đổi này không chỉ thay đổi động lực chiến dịch của Đảng Dân chủ mà còn làm nổi bật những thách thức và cơ hội mà bà Harris sẽ đối mặt khi bước vào cuộc đối đầu với cựu tổng thống Donald Trump. Sau khi trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, bà Harris nhanh chóng tuyên bố ý định tranh cử và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đồng minh trong đảng, giúp bà dễ dàng giành được đề cử mà không gặp phải sự cạnh tranh nội bộ nghiêm trọng. Việc bà Harris ra ứng cử có thể giúp Đảng Dân chủ tiếp cận hiệu quả hơn các nhóm cử tri đa dạng bao gồm phụ nữ và công chúng thuộc các nhóm thiểu số. Phó tổng thống Harris có khả năng kết nối với các nhóm này tốt hơn so với ông Biden nhờ vào các vấn đề như quyền của phụ nữ và sự khác biệt rõ ràng về giới tính và nguồn gốc dân tộc, thậm chí so với cả ông Trump. Việc bà Harris đề cao quyền của phụ nữ, đặc biệt là quyền phá thai, có thể là một điểm mạnh trong chiến dịch của bà, nhất là khi vấn đề này đang ngày càng trở nên quan trọng với nhiều cử tri ngoài ra bà harris còn có thể khai thác sự bất mãn đối với các vấn đề pháp lý của ông trump với tư cách là một cựu luật sư và tổng công tố bà harris có thể tạo ra sự tương phản rõ ràng giữa bà và ông trump đồng thời làm suy yếu sự ủng hộ của cử tri độc lập đối với cựu tổng thống mỹ đối với ông donald trump ekip của ông trump đang phải tìm kiếm một chiến lược mới khi phải đối đầu với một ứng cử viên dân chủ trẻ tuổi năng động hơn có thể huy động được hàng trăm triệu đô la mỹ chỉ trong vài ngày như bà harris Thưa quý vị, chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel Hamas. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận lệnh cấm chuyển giao một số vũ khí không đối đất cho Ả Rập Xê Út đã được dỡ bỏ. Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chúng tôi sẽ xem xét hoạt động chuyển giao mới. Theo luật pháp Mỹ, các thỏa thuận vũ khí quốc tế lớn phải được các thành viên quốc hội xem xét trước khi chúng được hoàn tất. Các nhà lập pháp Mỹ đã đặt câu hỏi về việc cung cấp vũ khí tấn công cho Ả Rập Xê Út trong những năm gần đây. Viện dẫn nhiều vấn đề bao gồm thương vong của dân thường trong chiến dịch của Ả Rập Xê Út ở Yemen. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Mỹ đã dịu hơn trong bối cảnh Trung Đông rơi vào hỗn loạn sau cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, cũng như những thay đổi trong cách thức tiến hành kế hoạch quân sự ở Yemen kể từ tháng 3 năm 2022, thời điểm Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen nhất trí một lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc bảo trợ. Ả Rập Xê Út đã không thực hiện bất kỳ cuộc không kích nào vào Yemen, trong khi Houthi cũng đã ngừng các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng hỏa lực vào vương quốc này. Cuộc xung đột Yemen được coi là một trong số nhiều cuộc xung đột ủy nhiệm giữa Iran và Ả Rập Xê Út lực lượng thi đã lật đổ chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn ở thủ đô Sana vào cuối năm 2014 và tham chiến chống lại liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út lãnh đạo kể từ năm 2015. Cuộc xung đột đã sát hại hàng trăm nghìn người và khiến 80% dân số Yemen sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Từ năm 2021, Tổng thống Biden theo đuổi lập trường cứng rắn về việc bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út với lý do kế hoạch quân sự của nước này tại Yemen gây thương vong nặng nề cho dân thường. Sau đó, mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Mỹ dần nông ấm trở lại khi Washington phải hợp tác nhiều hơn với Riyadh để ứng phó với cuộc xung đột ở giải Gaza. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga đã bắt đầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại những vùng biên giới Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các vụ tập kích của binh sĩ Ukraine. Cơ quan này nhấn mạnh chính phủ đang hành động để bảo vệ tính mạng người dân, duy trì luật pháp và trật tự cũng như tăng cường bảo vệ các địa điểm trước nguy cơ bị tấn công. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết Ukraine đã thực hiện một nỗ lực chưa từng có nhằm gây bất ổn tình hình ở một số khu vực của đất nước chúng tôi. Cuộc tấn công của các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine vào lãnh thổ vùng Kursk đã dẫn đến thương vong cho dân thường và tàn phá nhà ở cũng như các cơ sở dân sự khác. Trong khuôn khổ các hoạt động chống khủng bố, chính quyền địa phương có thể sơ tán người dân đến khu vực an toàn, kiểm soát liên lạc qua điện thoại, hạn chế liên lạc, trưng dụng xe cộ và đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga nỗ lực tăng cường an ninh cho các vùng biên giới sau cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào vùng Kursk đầu tuần này. Một số nguồn tin cho biết quân đội Ukraine đã tiến sâu hơn vào vùng Kursk và có thể đã kiểm soát nhiều vị trí ở thành phố Suza của tỉnh này. Tuy nhiên, thị trưởng thành phố, ông Vitaly Slashev đã bác bỏ. Trong khi đó, Reuters dẫn nhiều nguồn tin tình báo cho biết hàng chục binh sĩ Nga hiện đang được đào tạo tại Iran để sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm gần Phát-360. Hãng tin Reuters cũng cho biết thêm hàng trăm vũ khí dẫn đường bằng vệ tinh sẽ sớm được chuyển đến Nga để phục vụ cho kế hoạch quân sự tại Ukraine. Các đại diện của Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã ký một hợp đồng vào năm ngoái tại Tehran về hệ thống phát 360 và một hệ thống khác có tên là Ababin, chim nhạn do Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ AIO thuộc chính phủ Iran chế tạo. Trích dẫn nhiều nguồn tin tình báo mật, các quan chức cho biết nhân viên Nga đã đến thăm Iran để học cách vận hành hệ thống phát 360. Và bước tiếp theo khả thi duy nhất sau khi đào tạo sẽ là chuyển giao tên lửa thực tế cho Nga. Một chuyên gia quân sự cho biết, Moscow sở hữu tên lửa đạn đạo riêng, nhưng việc cung cấp phát 360 có thể cho phép Nga sử dụng nhiều vũ khí hơn cho các mục tiêu ngoài tiền tuyến, đồng thời sử dụng đầu đạn của Iran cho các mục tiêu tầm gần hơn. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, nước này và các đồng minh NATO cùng các đối tác G7 sẵn sàng đưa ra phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc nếu Iran tiến hành các hoạt động chuyển giao như vậy. Vị này nhận định rằng điều này sẽ đại diện cho sự gia tăng căng thẳng đáng kể trong việc Iran ủng hộ Nga chống lại Ukraine. Nhà Trắng đã nhiều lần cảnh báo về mối quan hệ đối tác an ninh ngày càng sâu sắc giữa Nga và Iran kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã gây ra tranh cãi khi nói rằng việc bỏ đói 2 triệu người ở Gaza có thể là biện pháp hợp lý và hợp đạo đức để giải thoát cho toàn bộ con tin Israel. Ông Smotrich, chính trị gia theo quan điểm cực hữu, nói trong một cuộc họp báo rằng Nhưng không ai trên thế giới để chúng tôi làm vậy. Chúng tôi vẫn viện trợ nhân đạo vào Gaza vì không có lựa chọn nào khác. Israel vẫn cần đến tính hợp pháp quốc tế để tiến hành cuộc chiến này. Jeremy Lawrence, phát ngôn viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền tức cho biết ông Tức bị sốc và bàng hoàng trước phát biểu của Bộ trưởng Israel. Theo ông Tức, việc bỏ đói dân thường như phương thức tiến hành xung đột chính là tội ác. Cùng quan điểm trên, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Joseph Borrell cũng chỉ trích phát biểu của ông Smotrich lưu ý rằng việc bỏ đói dân thường là một tội ác và đó là điều không thể ủng hộ. Ông Borrell cho biết, chúng tôi mong đợi chính phủ Israel sẽ rút khoát không nghe theo những lời của vị bộ trưởng này. Còn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh David Lammy cho rằng không thể có lý do chính đáng nào cho những phát biểu của Bộ trưởng Smotrich và kêu gọi chính phủ Israel cần lên án chúng. Giải Gaza hiện phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do các biện pháp hạn chế của Israel đối với viện trợ và giao tranh đang diễn ra khiến khả năng tiếp cận các nguồn cung cấp y tế, thực phẩm và những nguồn cung thiết yếu khác trở nên khó khăn hơn. Cơ quan y tế tại Gaza ghi nhận số người thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này đã lên tới gần 40.000 người. Trước đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA dẫn số liệu từ các đối tác ghi nhận hàng nghìn người dân Gaza một lần nữa phải di rời khỏi một số khu vực thuộc thành phố Khan Yunis sau khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán mới. OCHA đánh giá lệnh sơ tán ảnh hưởng đến người dân ở phía đông và trung tâm Khan Yunis cũng như khu vực Ansanka của thành phố Deir al-Bala. OCHA cũng kêu gọi tạo điều kiện cho dân thường được đến các khu vực an toàn hơn và cho phép họ trở về ngay khi hoàn cảnh cho phép. Mới đây, đoạn video ngắn về một chiếc E2D Advanced Hawkeye của Hải quân Mỹ được máy bay tiếp dầu HC-130G thuộc Không quân Mỹ bơm nhiên liệu trên bầu trời Trung Đông đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Nhiều chuyên gia quân sự nhận định, máy bay E2D có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ứng phó với các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran vào Israel. Khả năng tiếp nhiên liệu trên không cũng mở ra những phương cách mới để sử dụng các máy bay chỉ huy cảnh báo sớm ở những nơi khác trên thế giới bao gồm cả ở Thái Bình Dương. Khi được tiếp nhiên liệu, những chiếc E-2D sẽ có thời gian hoạt động lâu hơn nhiều, mang đến phạm vi bay lớn hơn. Được biết, chiếc E-2D trên thuộc biên chế tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được tiếp nhiên liệu từ phi đội chỉ huy và kiểm soát không quân 115, VAVF 115. Được coi là mắt thần của các cụm tác chiến tàu sân bay Mỹ, E-2D Advanced Hawkeye là thành viên mới nhất trong dòng E-2 Hawkeye và được cải tiến trên nền tảng máy bay E-2C Hawkeye so với các thế hệ trước. E2D Advanced Hawkeye trang bị radar mới AN-API-9 không những có thể nhận diện địch ta linh hoạt mà còn tiến hành quan sát tập trung đối với các khu vực hoặc mục tiêu trọng điểm. Nó cũng cung cấp các hệ thống truyền thông tích hợp cho các đơn vị chiến đấu và các trung tâm chỉ huy. Ngoài ra, E2D Advanced Hawkeye còn được nâng cấp hệ thống điện tử hàng không, cải thiện động cơ, buồng lái mới. Máy bay có thể đạt tốc độ lên đến 650 km/h, tầm hoạt động 2.600 km. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện của quân đội nước này trong khu vực do lo ngại về tình trạng bạo lực ở Trung Đông. Sau các vụ giết hại chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Liban và nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas ở Iran, quân đội Mỹ cũng xác nhận các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 tiên tiến của nước này đã đến Trung Đông. Một quan chức Mỹ tiết lộ khoảng 10 chiếc chiến đấu cơ FA-18 từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự ở Trung Đông. Động thái này là một phần trong nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm hỗ trợ bảo vệ Israel khỏi những cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran và các nhóm vũ trang trong khu vực, cũng như bảo vệ quân đội Mỹ. Theo quan chức trên, hoạt động triển khai máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ trên đất liền dự kiến chỉ là tạm thời vì một phi đội gồm khoảng 10 chiếc tiêm kích tàng hình F-22 của không quân Mỹ đang trên đường từ căn cứ quân sự Alaska đến Trung Đông. Thời gian đồn trú của những chiếc máy bay này sẽ phụ thuộc tình hình trong những ngày tới hãng thông tấn tass mới đây dẫn một tuyên bố của quân đội israel nêu rõ không quân israel iaf đã tấn công một trung tâm chỉ huy của hezbollah ở khu vực hanaoa -E và cơ sở hạ tầng ở khu vực aita asab ở miền nam liban ngoài ra các máy bay chiến đấu của israel đã tấn công một bệ phóng của hezbollah gần aita asab nơi các tên lửa được phóng về phía khu vực biranit ở thượng galilee cách đây ít hôm nhóm vũ trang hezbollah ở liban cho biết đã phóng nhiều thiết bị bay không người lái uav và rocket vào các mục tiêu quân sự ở miền Bắc Israel. Hezbollah cho biết đã tiến hành cuộc tấn công từ trên không với một phi đội UAV cảm tử nhắm vào trụ sở của lữ đoàn Golani và trụ sở của đơn vị Ejok 621 tại doanh trại Sagara ở phía bắc của thị trấn Akre của Israel. Thời điểm đó, lực lượng này cảnh báo đây chưa phải là đòn đáp trả mạnh mẽ nhất về phía Israel. Trong khi quân đội Israel cho biết đã phát hiện một số thiết bị bay không người lái bay qua từ phía Liban và một chiếc đã bị đánh chặn. Còi báo động đã vang lên xung quanh Acre nhưng được xác định là báo động giả. Quân đội Israel cho biết một số dân thường ở phía nam thành phố Duyên Hải, Nahariya bị thương. Lực lượng không quân Israel cũng đã tấn công hai căn cứ của Hezbollah ở phía nam Liban. Tình trạng đối đầu quân sự giữa Hezbollah và Israel leo thang sau khi Israel thực hiện một cuộc không kích vào khu vực Dahieh ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban, khiến chỉ huy quân sự cấp cao Fuad của Hezbollah và 7 dân thường thiệt mạng. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố sẽ đáp trả để gây thiệt hại lớn cho Israel vào thời gian và địa điểm thích hợp. Căng thẳng dọc biên giới Liban Israel leo thang từ tháng 10 năm 2023 sau vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ phía nam Israel. Hezbollah khẳng định hành động của lực lượng này nhằm thể hiện tình đoàn kết với Hamas và người dân Palestine. Trong khi đó, Israel đã trả đũa bằng pháo kích hạng nặng về phía đông nam Liban. Theo Asia Times, thư ký hội đồng an ninh Nga Sergei Shoigu đích thân trao tận tay bức thư cá nhân của Tổng thống Putin cho các nhà lãnh đạo Iran. Trong đó, nhà lãnh đạo Nga đề nghị làm trung gian hòa giải xung đột giữa Iran và Israel. Trong thư, ông Putin cũng được cho là đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Iran kiềm chế hành động quân sự chống lại Israel. Hãng thông tấn Interfax đưa tin, thư ký hội đồng an ninh Nga Sergei Shoigu đã đến Tehran cách đây ít ngày. Theo kế hoạch, ông sẽ gặp thư ký hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Ali Akbar Ahmadian và tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri. Ông cũng sẽ gặp tổng thống Iran mới Masoud Pezeshkian. Trước đó, Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa Israel vì vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh vào cuối tháng 7 tại Tehran, được cho là do các cơ quan tình báo của Israel thực hiện. Israel hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ tấn công này. Trong một diễn biến khác, một cuộc không kích của Israel khiến chỉ huy Hezbollah Fuad Suk, một đồng minh thân cận của Iran thiệt mạng. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố sẽ giáng một hình phạt nghiêm khắc vào Israel vào thời điểm, địa điểm và cách thức thích hợp. Theo tờ New York Times, lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei đã chỉ đạo lực lượng vũ trang Iran tấn công Israel để trả đũa cho vụ ám sát Haniyeh. Có nhiều đồn đoán về các hành động có thể xảy ra của Iran cũng như phản ứng của Israel. Vào tháng 4, Iran phóng hơn 300 quả đạn pháo vào Israel, hầu hết đều bị hệ thống phòng không của Israel và Mỹ bắn hạ. Vai trò có thể có của Nga trong xung đột Israel-Iran vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Reuters đưa tin rằng ông Putin đã kêu gọi Iran tránh thương vong cho dân thường trong bất kỳ kế hoạch hành động quân sự nào đối với Israel hãng tin này cho biết ông Sogu đã chuyển thông điệp lại cho Tehran. Reuters cũng đưa tin Iran yêu cầu Nga bán cho họ máy bay chiến đấu Su-35, một trong những máy bay tiên tiến nhất của Nga. Chưa có thông tin về phản hồi của Nga với yêu cầu này. Israel trong khi đó được cho là duy trì liên lạc chặt chẽ với Mỹ và không muốn làm mất lòng Mỹ bằng cách cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Mỹ từng đề nghị Israel bán tới 8 hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine và vấn đề này được cho là vẫn đang được đàm phán. Patriot đặc biệt quan trọng đối với Ukraine vì đây là hệ thống phòng thủ duy nhất có thể chống lại máy bay Nga phóng bom lượn ở phạm vi khoảng 60 km. Trong trường hợp Nga giúp Israel bằng cách vô hiệu hóa cuộc giao tranh có thể xảy ra với Iran, có thể Moscow sẽ muốn nhận được một số thỏa thuận. Mới đây, quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán trên diện rộng ở các khu vực xung quanh thành phố Khan Yunis thuộc miền nam giải Gaza, đồng thời cho biết các lực lượng của nước này sẽ nhanh chóng triển khai trong khu vực để đáp trả vụ tấn công bằng rocket. Theo văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), các đối tác của cơ quan này báo cáo sau khi quân đội Israel ra lệnh sơ tán mới, hàng nghìn người đã rời khỏi các khu vực xung quanh thành phố Khan Yunis đi về phía thị trấn Al-Mawasi. OCHA cho biết ước tính ban đầu từ các đối tác cho thấy có hơn 15.500 người đã sinh sống ở những khu vực đó, bao gồm hơn 30 khu dân cư. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột tôn trọng các nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế, trong đó có nghĩa vụ bảo vệ dân thường và tài sản dân sự. OCHA cũng kêu gọi tạo điều kiện cho dân thường được đến các khu vực an toàn hơn và cho phép họ trở về ngay khi hoàn cảnh cho phép. Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai ở giải Gaza, đã bị phá hủy gần như hoàn toàn sau những đợt tấn công trên không và trên bộ của Israel từ đầu năm nay. Giải Gaza hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do các biện pháp hạn chế của Israel đối với viện trợ và giao tranh đang diễn ra khiến khả năng tiếp cận các nguồn cung cấp y tế, thực phẩm và những nguồn cung thiết yếu khác trở nên khó khăn hơn. Căng thẳng đang sục sôi ở Trung Đông liên quan vụ chỉ huy quân sự Hezbollah, Fuad Shuk và thủ lĩnh chính trị Hamas, Ismail Haniyeh lần lượt bị ám sát tại Beirut và Tehran. Iran, Hezbollah cáo buộc Israel là thủ phạm và thề sẽ trả đũa. Tel nhận trách nhiệm trong vụ ám sát ông Shuk nhưng không xác nhận hay phủ nhận vai trò của mình trong vụ ám sát ông Haniyeh. Hai vụ ám sát Cùng với việc Hamas bổ nhiệm ông Yahya Sinoa, người được cho là chủ mưu cuộc tập kích của nhóm vào lãnh thổ Israel năm ngoái, làm dấy lên lo ngại rằng các nỗ lực hòa đàm vốn đang đình trệ sẽ còn trở nên khó khăn hơn nữa. Dù vậy, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo nước này đã chấp nhận đề xuất của các nước trung gian Mỹ, Qatar, Ai Cập về việc nối lại đàm phán ngừng bắn và sẽ cử một phái đoàn đến địa điểm đã thống nhất để hoàn tất các chi tiết vào ngày 15 tháng 8. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.